Jenny xin kính chào quý khán giả của Đài Truyền hình Việt Mỹ. Chương trình tin tức của Đài Truyền hình Việt Mỹ gồm các tin chính sau đây. Trung Quốc bắt giữ Simon Cheng là nhân viên của phái bộ Anh ở Hồng Kông. Máy bay không người lái của Hoa Kỳ bị bắn hạ ở Yemen. Chủ doanh nghiệp đổi tiền lấy thẻ xanh bị truy tố vì lừa 110 triệu Mỹ kim. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chấp thuận thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Thủ tướng Úc sẽ bàn vấn đề Biển Đông với Việt Nam. Và sau đây là phần mở đầu với điểm tin thế giới. Kính thưa quý vị, Jenny xin mở đầu cho phần điểm tin thế giới. Trung Quốc bắt giữ nhân viên của phái bộ Anh ở Hồng Kông. Một công dân Trung Quốc làm việc tại lãnh sự quán Anh ở Hồng Kông bị bắt giam tại thành phố vùng biên thẩm quyến Trung Quốc vì vi phạm luật pháp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư 21 tháng 8, vụ việc có khả năng làm xấu đi mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Bắc Kinh và London. Vương quốc Anh nói họ cực kỳ quan ngại khi có các bản tin cho hay là nhân viên của lãnh sự quán đặt ở thuộc địa cũ của Anh đã bị giam giữ. Simon Cheng không trở lại làm việc vào ngày 9 tháng 8 sau khi đến thăm thành phố lân cận thẩm quyến vào ngày hôm trước. Trang tin Hồng Kông HK01 đưa tin trích dẫn một cuộc phỏng vấn với bạn gái và gia đình của ông. Gia đình ông Cheng xác nhận về việc ông mất tích trong một bài đăng trên Facebook vào tối 20 tháng 8, nói rằng ông đi từ Hồng Kông đến Thẩm Quyến vào sáng ngày 8 tháng 8 để đi công tác. Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sản cho hay là cảnh sát Thẩm Quyến đã bắt giam Cheng trong 15 ngày vì vi phạm các quy định quản lý an ninh công cộng. Ông không cung cấp thêm chi tiết. Ông ta không phải là công dân Anh, ông ta là người Trung Quốc, vì vậy đây hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, ông Cảnh nói. Về những lời bình luận của Vương quốc Anh, chúng tôi đã giao thiệp nghiêm khắc với Vương quốc Anh về một loạt những bình luận và hành động mà họ đã thực hiện ở Hồng Kông. Ông Cảnh nói, Mark Chung là một người bạn của ông Cheng đã tổ chức một cuộc biểu tình nhỏ bên ngoài lãnh sự quán ở Hồng Kông, phản đối việc ông bị giam giữ. Mark Chung nói là Cheng không tham gia vào bất kỳ cuộc biểu tình nào chống chính quyền. Vụ của Simon Cheng cho thấy những hậu quả rất nghiêm trọng đối với mọi người ở Hồng Kông. Ông Chung nói với các phóng viên, đồng thời kêu gọi chính phủ Anh hãy cứu Simon ngay thưa quý vị. Đánh bom tự sát tại đám cưới ở Afghanistan, ít nhất là 63 người thiệt mạng. Vào tối thứ Bảy, ngày 17 tháng 8, Nội vụ Afghanistan cho biết là một nghi can đánh bom tự sát đã khiến 63 người thiệt mạng và làm bị thương 182 người tại một tiệc cưới ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Vụ tấn công xảy ra khi Taliban và Hoa Kỳ đang nỗ lực đàm phán một thỏa thuận về việc rút các lực lượng Hoa Kỳ khỏi Afghanistan để đổi lấy một cam kết của Taliban về an ninh và đàm phán hòa bình với chính phủ nước này. Taliban đã không nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này trong một khu vực của cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite. Vào Chủ nhật ngày 18 tháng 8, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết trong số những người thương vong có cả phụ nữ và trẻ em. Trước đó, vào thứ Sáu ngày 16 tháng 8, một vụ tấn công bằng bom khác đã xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, khiến em trai của thủ lĩnh Taliban và ba người khác thiệt mạng. Nhà hàng tiệc cưới đã trở thành một ngành doanh nghiệp lớn ở Kabul khi nền kinh tế Afghanistan dần dần phát triển và các gia đình chi tiêu nhiều hơn cho các lễ kỷ niệm. Các hội trường lớn được chiếu sáng rực rỡ đang dần xuất hiện trên một số con phố ngoại ô của thành phố, thưa quý vị. Châu Âu kỷ niệm 30 ngày phá vỡ bức màn thép cộng sản. Vào 30 năm trước, ngày 19 tháng 8, 1989, hàng ngàn người Hungary và người Áo đã tập trung tại hàng rào biên giới giữa hai nước, vốn là một phần của đường ranh giới phân chia giữa khối các nước cộng sản và phương Tây, còn được gọi là bức màn thép. Những người này đang tham dự sự kiện trên Pan-European Picnic, tức là buổi picnic toàn châu Âu, nhằm thể hiện sự liên kết và tình bạn
trong bối cảnh phong trào vận động thay đổi chính trị tại các nước Cộng sản Đông Âu đang ngày càng tăng. 30 năm trước, hàng trăm người Đông Đức muốn băng qua biên giới đi vào nước Áo và sau đó đến Tây Đức. Lực lượng biên giới Hungary đã từ chối nổ súng. Trong những tuần sau đó, hàng nghìn người đã băng qua đường biên giới này. Vào 3 tháng sau, bức tường Berlin sụp đổ, đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa Cộng sản tại châu Âu. Vào thứ Hai 19 tháng 8 2019, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tham dự lễ kỷ niệm tại Hungary cùng người đồng cấp là Viktor Orbán và gọi sự kiện Pan-European Picnic năm 1989 là sự kiện thể hiện các giá trị của một châu Âu tự do, nhân đạo và hợp nhất. Đây là cuộc gặp khá khó chịu giữa bà Merkel và ông Orbán do lập trường khác biệt giữa hai người về vấn đề di dân, thưa quý vị. Twitter và Facebook cáo buộc Trung Cộng sử dụng tài khoản giả phá hoại cuộc biểu tình Hồng Kông. Vào hôm thứ Hai 19 tháng 8, Twitter và Facebook cho biết họ đã hủy bỏ một chiến dịch truyền thông xã hội do nhà nước hậu thuẫn, bắt nguồn từ Trung Cộng, nhằm làm suy yếu các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Twitter cho biết họ đã đình chỉ 936 tài khoản và các hoạt động phối hợp được nhà nước hậu thuẫn bắt nguồn từ Trung Cộng. Họ cho biết rằng các tài khoản này chỉ là phần hoạt động mạnh nhất của chiến dịch và có một mạng lưới lớn hơn, gồm khoảng 200.000 tài khoản đã bị chủ động đình chỉ trước khi chúng có những hoạt động đáng kể. Facebook cũng cho biết họ đã xóa nhiều trang và tài khoản khỏi một mạng lưới nhỏ sau khi được Twitter chỉ điểm. Họ tuyên bố rằng cuộc điều tra của họ đã phát hiện ra những mối liên hệ đến các cá nhân có liên kết với chính phủ Trung Cộng. Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã đặt ra một những thách thức lớn nhất đối với Chủ tịch Trung Cộng, Tập Cận Bình, kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2012. Sau khi bùng nổ vào tháng 6 để phản đối dự luật hiện đã bị đình chỉ, cho phép nghi phạm bị dẫn độ sang Trung Cộng, các cuộc biểu tình này đã phát triển thành những lời kêu gọi dân chủ rộng hơn, thưa quý vị. Hoa Kỳ đề nghị tặng visa nông dân để thúc đẩy thỏa thuận tị nạn với Guatemala. Vào hôm thứ Hai 19 tháng 8, trong một nỗ lực để củng cố thỏa thuận tị nạn giữa Tổng thống sắp mãn nhiệm của Guatemala và Hoa Kỳ, một viên chức Hoa Kỳ đã đề nghị tăng gấp 3 số lượng visa nông dân tạm thời cho người Guatemala trước nguy cơ từ các lệnh trừng phạt của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hồi tháng trước. Tổng thống Jimmy Morales của Guatemala đã đồng ý yêu cầu những người Armenia và người Salvador đang hướng về Hoa Kỳ tìm nơi ẩn náu ở Guatemala thay vì tiến lên phía Bắc. Thỏa thuận này được gọi là một thỏa thuận quốc gia thứ ba an toàn, được thiết kế để làm giảm bớt các yêu cầu tị nạn tại Hoa Kỳ. Mặc dù được Tổng thống Donald Trump ca ngợi, nhưng thỏa thuận này vấp phải sự chỉ trích rộng rãi từ các nhóm nhân quyền vì những rủi ro của việc gửi di dân đến một quốc gia có tình trạng nghèo đói và bạo lực. Ông Alejandro Guamate là tổng thống sắp tới của Guatemala đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng này. Sau đó thì ông cho biết rằng thỏa thuận này vẫn cần được cơ quan lập pháp Guatemala cũng như Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận, khiến tương lai của thỏa thuận trở nên phức tạp hơn, thưa quý vị. Máy bay không người lái của Hoa Kỳ bị bắn hạ ở Yemen. Một máy bay không người lái MQ-9 của quân đội Hoa Kỳ mới bị bắn hạ tại phân khu hành chính Dama của Yemen, phía đông nam của thủ đô Sanaa, đang nằm trong tay phiến quân Houthi. Hai quan chức Hoa Kỳ nói với Reuters hôm thứ Tư 21 tháng 8, đây là sự cố thứ hai như vậy trong vài tháng gần đây. Một phát ngôn viên của quân đội Houthi trước đó đã nói rằng lực lượng phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái của Hoa Kỳ. Hai quan chức Mỹ đề nghị giấu tên, cho biết máy bay không người lái đã bị bắn hạ vào tối 20 tháng 8. Đây không phải là lần đầu tiên một máy bay không người lái của Mỹ bị bắn hạ ở Yemen. Vào tháng 6, quân đội Hoa Kỳ nói rằng phiến quân Houthi đã bắn hạ một máy bay không người lái của chính phủ Hoa Kỳ với sự hỗ trợ từ Iran. Các lực lượng Hoa Kỳ đôi khi đã tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và không quân đánh vào phân nhánh của Al-Qaeda ở Yemen, có tên là Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, gọi tắt là AQAP. Một trong hai quan chức Mỹ nói rằng dường như chiếc máy bay không người lái quân sự đã bị bắn hạ bằng hỏa tiễn đất đối không do nhóm Houthi thân Iran vận hành. Quan chức này nói rằng tuy mất một máy bay không người lái là tổn thất lớn về tiền bạc, song điều đó không phải là chưa từng có và ít có khả năng dẫn đến bất kỳ phản ứng lớn nào của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Hai người Nam Phi mất tích ở Việt Nam nghi ngờ bị bắt lấy nội tạng. Gift of Givers là tổ chức phi chính phủ lớn nhất ở châu Phi, hôm 19 tháng 8 hé lộ cho biết có thể những kẻ buôn bán nội tạng đứng phía sau vụ hai thanh niên người Nam Phi mất tích bí ẩn ở Việt Nam gần 3 tháng qua. Trang mạng IOL, trang thông tin truyền thông độc lập hàng đầu ở Nam Phi, dẫn lời ông Imtiaz Suleiman, người sáng lập Gift of Givers,
nói vào tháng 2 năm nay là cảnh sát Việt Nam đã phá vỡ một đường dây buôn người. Theo các số liệu thống kê của 95 triệu dân Việt Nam, trong đó có 5 triệu người cần hiến tạng. Theo suy luận của ông Suleiman, nếu hai giáo viên kia bị giết hoặc bị thương, tổ chức của ông sẽ nhận được thông tin rằng họ đang ở trong bệnh viện hoặc trong nhà xác. Việc này không liên can tới khủng bố, vì ở Việt Nam không có nhóm khủng bố. Tôi cho rằng khi nói đến buôn bán người thì nhiều khả năng nạn nhân là phụ nữ bị dính tới đường dây mại dâm. Do đó nguyên nhân bị nghi ngờ nhiều nhất là họ đã bị bắt liên quan đến việc buôn nội tạng. Theo ông Suleiman, hai nam giáo viên này có tên là John Bothma và Musfik Daniels. Họ dạy tiếng Anh tại Sài Gòn và cả hai đều biến mất trong hoàn cảnh rất bí ẩn. Tình huống của họ bị mất tích cũng khá giống nhau, theo như Give Up Givers, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.